Nếu Su-30MK2 gặp lỗi kỹ thuật, Việt Nam có được đền máy bay mới. Tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới đã ghi nhận tổng cộng 3 vụ tai nạn dẫn tới rơi máy bay Su-30MK2, ngoài chiếc Su-30 mang số hiệu 8585 gặp nạn ngày hôm qua và một chiếc Su-30MK2 của Không quân Venezuela bị rơi trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Còn có một tiêm kích Su-30MK2 khác rơi trên đất Nga khi đang trong quá trình thử nghiệm trước khi bàn giao cho Việt Nam. Điều này đã gây ra một số lo ngại về chất lượng máy bay chiến đấu Nga trong những lô sản xuất gần đây, đặc biệt là khi Không quân Indonesia đã phát hiện ra rất nhiều lỗi nghiêm trọng Cụ thể vào ngày 29 tháng 3 năm 2013, khi tiến hành thay thế động cơ trên chiếc Su-30MK2 số hiệu TS3009 do bị chim va vào, phía Indonesia đã phát hiện ra một vết nứt trên các mối hàn của khung thân. Điều bất thường là máy bay mới chỉ hoạt động trong không quân Indonesia được khoảng 4 tháng với tổng cộng 83 giờ bay. Đến ngày 9 tháng 10 năm 2013, lỗi tương tự lại được phát hiện trên tiêm kích Su-30 MK2 số hiệu TS-3010 và chiếc này cũng phải tạm dừng bay. Đáng nói là nó mới vào biên chế một tháng, số giờ bay tích lũy chỉ là 23 trước khi gặp sự cố. Sau khi gửi trả lại nhà máy Komsomok on Amu để thay thế khung thân, các kỹ sư Nga đã phát hiện hàng loạt lỗi nghiêm trọng trong thiết kế. Rất ngạc nhiên là chúng không được phát hiện ra mà vẫn bàn giao cho không quân Indonesia sử dụng. Trường hợp tương tự liệu có xảy ra với không quân Việt Nam, giả thiết trên là chưa thể loại trừ. Tuy nhiên chiếc Su-30 MK2 số hiệu 8585 trên còn rất mới, vừa được tiếp nhận trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015. Hệ số kỹ thuật theo lý thuyết phải còn rất tốt. Vậy nếu thực sự máy bay bị rơi do sai sót của nhà sản xuất thì chúng ta có được đền bù một chiếc khác. Việc này thì còn tùy thuộc vào các điều khoản bảo hành của KNAEPO. Nhưng do trường hợp trên là chưa có tiền lệ, các tiêm kích Su30MK2 của Indonesia chỉ hỏng hóc chứ chưa bị phá hủy hoàn toàn. Đồng thời dây chuyền lắp ráp Su30 đã sắp đóng cửa nên giả sử nguyên nhân là vấn đề kỹ thuật thì có thể Việt Nam sẽ chỉ nhận được một khoản tiền hỗ trợ nếu lỗi thuộc về nhà sản xuất việc làm cần nhất trong thời điểm hiện tại là tìm kiếm và cứu hộ an toàn cho hai phi công sau đó sẽ cố gắng tìm hộp đen và trục vớt máy bay nếu có thể nhằm xác định rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn để có các bước xử lý tiếp theo hai phi công bung dù văng xa nhau 4 km lúc su 30 mk2 gặp nạn trà sáng nay tàu cá một ngư dân ở hà tĩnh đã tìm thấy và cứu sống thứ tá nguyễn hữu cường 39 tuổi phó phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 923 sau gần một ngày lên đền trên biển chia sẻ với báo thường tá trần công lực Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, phi công cường được tìm thấy khi đang trôi giặc trên vùng biển chấp tranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa. Sau khi được tàu của người dân cứu, thứ tá cường đã gọi điện về cho đơn vị của mình báo tin. Thứ tá cường và thượng tá khải đã kịp thời buông dù hai người bị phân tra hai nơi cách xa nhau khoảng 4 km. Sau đó cả hai phi công mất liên lạc với nhau. Thiếu tá Cường bị trôi dạt vào vùng biển chép tranh với tỉnh Thanh Hóa, được một tàu đánh cá của người dân Hà Tĩnh cứu vớt trong tình trạng trên người mặc áo phao và tỉnh táo. Đại tá Phạm Văn Tị, Cục Phó Cục Cứu Hộ Cứu Nạn Bộ Quốc phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã trực tiếp liên lạc qua điện thoại với Thiếu tá Cường, phi công này xác nhận tình trạng sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh. Thiếu tá Cường cho biết, Trước khi máy bay gặp sự cố, cả hai phi công đã kịp thời buông dù thoát ra ngoài. Khi đáp xuống mặt biển, cả hai phi công này vẫn còn nhìn thấy chùa của nhau. Sau khi được cứu, Thiếu Thất Cường cũng đã liên lạc về với gia đình. Trước đó gia đình anh cho biết đã rất lo lắng và từng bất hy vọng. Hiện tại Thiếu Thất Cường đang được đưa về bờ để kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm phi công mất tích còn lại là Thượng tá Trần Quang Khải, 43 tuổi, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923. Trước đó, sáng 14 tháng 6, máy bay Su-30 MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, 7 giờ 29 phút, tín hiệu từ chiếc tìm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắc hai phi công trên chiếc Su-30 Mk2 mất tích đều dày dặn kinh nghiệm. Su-30 Mk2 là phiên bản hiện đại nhất của dòng máy bay chiến đấu đa năng Su-30 do Nga sản xuất. Việt Nam đã thực hiện 3 hợp đồng mua máy bay chiến đấu đa năng Su-30 Mk2 với số lượng là 32 chiếc. Đến thời điểm hiện tại, đoàn cứu hộ đã đưa thiếu tá Nguyễn Hữu Cường vào đất liền an toàn. Ông Phạm Xuân Lệ, chủ tàu cứu sống phi công Cường đã kể lại khoảnh khắc phát hiện cứu người phi công này. Có mặt tại một trụ sở thuộc quân khu 4, ngư dân Phạm Xuân Lệ cho biết, khoảng hơn 4 giờ ngày 15 tháng 6 trong lúc đang đánh bắt cá tại vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh, tôi đã nghe tiếng người kêu cứu văng vẳng giữa biển khơi, cùng lúc đó giữa biển xuất hiện một đốm lửa nhỏ ông lệ kể tiếp nghĩ có chuyện chẳng lành ngay lập tức ông đánh thức anh em trên thuyền dậy bật ga mạnh chạy thẳng về hướng có tiếng kêu cứu lúc tiến lại gần ông lệ đã phát hiện ra đó là một người đàn ông tức thiếu tướng nguyễn hữu cường đang nổi trên một chiếc phao cứu sinh có phát sáng ông lệ kể lại tôi nhận thấy người gặp nạn đang mặc chiếc áo phao cứu sinh đưa tay lên cao ra hiệu lúc gặp chúng tôi sức khỏe anh vẫn ổn định với vẻ mặt rất vui khi biết mình được cứu cùng lúc hai anh em trên tàu giúp đỡ kéo người này lên tàu cũng theo ông Lệ vị trí thiếu tá Cường được cứu cách cửa sót 56 hải lý nên việc bơi vào bờ là không thể, vì vậy nếu không được cứu kịp thời thì tính mạng của phi công này sẽ bị đe dọa. Sau khi đưa thiếu tá Cường lên thuyền, mọi người ôm nhau vui mừng khôn xiết. Khi nghe ông Cường kể lại sự việc, lập tức ông Lệ điện báo cho các lực lượng chức năng trên bờ về việc phát hiện cứu sống phi công này, đồng thời báo vị trí để lực lượng chức năng cứu phi công còn lại. Ông Lệ chia sẻ thêm rất may lúc đó biển lặng và chiếc phao phát sáng, nếu không tôi sẽ không cứu được anh Cường. Được biết ông Lệ cùng bảy ngư dân khác đã ra khơi đánh cá được 4 ngày sau khi cứu được phi công Nguyễn Hữu Cường, tàu của ông Lệ đã cập cảng cửa hội lúc 13 giờ ngày 15 tháng 6. Hỏi về việc cứu được thiếu tá Cường, ông Lệ xúc động nói thêm: "Đối với tôi đây là kỷ niệm hạnh phúc nhất cuộc đời, là một ngư dân lanh đanh trên biển nếu cứu được một người là trong người tự hào và lưu luyến lắm." tôi mong sao anh khải tức thượng tá trần quang khải cũng sẽ sống sót trở về ngồi bên ngư dân lệ ông nguyễn văn mạnh là anh trai của phi công cường xúc động tâm sự xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới anh lệ và các thuyền viên các lực lượng chức năng đã cố gắng cứu sống em trai tôi tôi mong sao anh khải cũng sẽ sống sót trở về như em tôi cũng trong chiều ngày 15 tháng 6, ngư dân Phạm Xuân Lệ đã được các cơ quan chức năng thưởng nóng về việc cứu sống phi công Nguyễn Hữu Cường. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tập trung hết lực lượng ra biển để cứu phi công Trần Quang Khải. Su-30 MK2 mất tích, bố phi công Nguyễn Hữu Cường từng mất hết hy vọng. Quý vị thính giả thân mến, sáng nay 15 tháng 6, thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường 39 tuổi, một trong hai người gặp nạn trên chiếc tiêm kích Su-30 MK2 ngày 14 tháng 6 đã được người dân tìm thấy. Đêm qua, trước thời điểm thiếu tá Cường được tìm thấy, khoảng 21 giờ 30 Nhiệm phóng viên đã tìm đến nhà bác Nguyễn Hữu Ngọ tại thôn Minh Khai, xã Nghĩa Hồ, tỉnh Bắc Giang để gửi lời chia sẻ, động viên đến gia đình. Trước sân nhà, mấy chục người ngồi đó trong không gian triệu nặng, chỉ có câu chuyện xì xầm nhỏ nhỏ xung quanh người anh, người em, người đồng đội, người con ưu tú vì cầu Nguyễn Hữu Cường. Trung đoàn 927 đang được tăng về trung đoàn 923. Một tay cầm chiếc điện thoại, tay kia không trời đứa thuốc, đấm lửa cũng chẳng kịp ngồi trên ngón tay trung trung của người đàn ông 72 tuổi, bố của thiếu tá vì cầu nguyện hữu cường. Bác Ngọt kể, sáng 14 tháng 6, ông thông gia gọi điện thông báo việc máy bay của anh Cường gặp sự cố khi đang bay huấn luyện trong thanh hóa. Nghe xong, tôi và nhà tôi khóc trừng trức. Dù bây giờ đang là vụ phải, nhưng cả gia đình biết tin đều bỏ hết việc tập trung tại nhà tôi ngóng chờ tin tìm kiếm. Thời điểm gia đình biết tin, báo chí vẫn chưa đưa thông tin về vụ việc. Ngay lập tức, anh Nguyễn Hữu Mạnh, anh trai của anh Cường, cùng với người em bố trí xe tức tốc đi vào Nghệ An nhanh nhất có thể để nắm được thông tin của đội tìm kiếm của nạn về anh Cường và đồng đội. Khoảng 11 giờ trưa 14 tháng 6, anh Mạnh cùng với người em trai xuất phát từ Hà Nội vào Nghệ An. Ở nhà, hầu hết mọi người trong gia đình đều đã tập trung tại nhà bác ngọ, mở sẵn TV, báo điện tử để cập nhật thông tin. Anh Nguyễn Quang Hưng, anh trẻ của thiếu tá cường chia sẻ từ sáng dẫn tin việc máy bay cường gặp sự cố cả nhà nghe như tiếng sét bên tai chẳng ai nói được câu nào mọi người như nín thở chờ tin từ bộ quốc phòng qua kênh thông tin báo chí cũng theo anh Hưng, trong ngày 14 tháng 6, đơn vị anh Cường cũng đã đến động viên gia đình và thông báo về việc các lực lượng cùng trang bị thiết bị hiện đại đang tìm kiếm hai phi công mất tích. 22 giờ đêm 14 tháng 6, trước sân nhà bắc ngọ vẫn đông người cùng ngồi đợi tin bản tin thời sự dẫn lời thiếu tướng đỗ minh tuấn với tư lệnh quân chủng phòng không không quân cho hay vẫn chưa tìm thấy hai phi công càng khiến gia đình thêm lo lắng vừa tiếp khách bắc ngọ vừa ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay đôi mắt liên tục nhìn vào màn hình tay liếc nhìn tất cả các trang báo mong ngóng tin tức về con và đồng đội đang mất tích phía ngoài hàng xóm cứ trập vào hỏi thăm liên tục biết tin mấy bay anh Cường gặp sự cố, ai cũng lo lắng. Dù chẳng ai nói ra, nhưng trong suy nghĩ của mọi người đều đã liệu đến trường hợp sâu nhất có thể xảy đến. Ngay cả vợ chồng bắt ngọ cũng không phải là ngoại lệ. Người đàn ông 70 tuổi trừng trước nước mắt khi nhắc đến con trai. Đến giờ phút này, tôi không còn hy vọng gì nữa. Hơn 12 tiếng trôi qua, nếu tìm thấy thì đã tìm thấy rồi. Suốt từ sáng, khi nghe tin con trai gặp nạn, bà Lương Thị bích đại, mẹ thiếu thất cường ngã cục. Anh Hưng cho biết, bà bị kể chân đau nhất mấy tháng nay, vốn lại hay ốm yếu, giờ nghe tin con gặp nạn, bà không đứng vững được. Từ tối, bà đại chỉ nằm trong phòng, đôi mắt sưng hấp vì khóc thương con. Quả nửa đêm, hàng chục người vẫn ngồi đó đợi tin, chẳng ai có thể chợp mắt, nhất là vợ chồng bắt ngọ. Họ cầm trên tay cuốn album ảnh gia đình, lật từng bức hình rồi chừng lại ở những tấm có mặt anh Cường. Bà đài nức nở, mất tất cả rồi. Thời gian đã bước sang ngày mới, nhưng cả gia đình anh Cường đêm đầy thức trắng. Sáng nay, 15 tháng 6, anh Nguyễn Quang Hưng, anh trẻ của Thiếu tá Cường cho biết, gia đình vừa nhận được điện thoại từ vợ của anh Cường thông báo đã tìm thấy anh Cường. Và cũng trong sáng nay, anh Cường đã điện thoại thông báo cho vợ về tình hình sức khỏe của mình. Theo anh Hưng, hiện sức khỏe của anh Cường tốt, nhưng vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Nhận được tin này, gia đình rất vui mừng. Cả đêm qua, cả nhà đã thức trắng để mong ngóng tin tức. Nhận được tin vui, cả gia đình anh Cường vỡ ọa à trong hạnh phúc. Sáng sớm nay, ông Huỳnh Thanh Điện, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 4 giờ 30 ngày 15 tháng 6, Lực lượng tìm kiếm tìm kích Su-30 M32 mất tích đã nhận được tin báo tàu cá HT-20219 TS do người dân và Văn Lễ trú ở Hà Tĩnh đã cứu được một người trên vùng biển Nghệ An. Khu vực tìm thấy nạn dân thuộc tọa độ 19,14 độ Vĩ Bắc, 106 độ Kinh Đông, cách vị trí nghi máy bay rơi xuống biển khoảng 28 hải lý về phía đông bắc của đảo Mắc. Ngay sau đó, cơ quan chức năng kiểm chứng thông tin và xác nhận người được cứu chính là thiếu tá Nguyễn Hữu Cường. Phó phi đội trưởng, phi đội bay Su-30 thuộc Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371 đóng tại Thanh Hóa. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải, người cùng bay với Thiếu tá Cường.